Đất nước đã thống nhất 48 năm, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã đi vào trang sử, song ý nghĩa lịch sử hào hùng và những sự hy sinh anh dũng của các anh hùng dân tộc thì vẫn còn sống mãi. Để phục vụ nhu cầu tham quan và giáo dục truyền thống lịch sử cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Bảo tàng Đồng Nai hiện đang lưu giữ hơn 22.000 hiện vật, trong đó có hàng chục ngàn hiện vật về chiến tranh cách mạng. Những ngày tháng 4 này, hàng ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đến bảo tàng để tham quan học tập. Và qua những hiện vật, kỷ vật chiến tranh ấy, các em thêm trân trọng, biết ơn và tự hào đối với sự hy sinh anh dũng của cha ông mình. Háo hức, tò mò, ngạc nhiên. Đó là những cảm xúc mà các em học sinh trường tiểu học Diên Hồng được trải nghiệm khi đến tham quan bảo tàng. Thông qua phòng trưng bày cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, các em đã được giới thiệu nhìn trực tiếp những vũ khí như súng ống, lựu đạn hay những vật dụng của cán bộ chiến sĩ như áo, dép cao su, mũ cối, cả những bức thư tay hay những bút ký chiến trường. Không đầy đủ, nhưng những kỷ vật chiến tranh ấy đã phần nào giúp các em hình dung chân thực hơn về một thời kỳ đấu tranh gian khổ mà anh dũng của các thế hệ đi trước, những người đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Con cũng thấy được các vật mà các chủ chiến sĩ đã sử dụng hồi trước, là ví dụ như là súng, cái dép của các chủ chiến sĩ, hay là những đồ vật tương tự để các chủ chiến sĩ giành được độc lập cho đất nước ta. Con sẽ cố gắng, con sẽ hứa với các chủ chiến sĩ là học giỏi thật tốt để xứng đáng với các công lao của các cha ông. Qua cái buổi tham quan ngày hôm nay, các em được tham quan cũng như biết về một số đồ dùng như là xe tăng, súng ống hay là những cái đồ vật cần thiết khác trong các cuộc chiến tranh, thì em thấy cái cuộc tham quan rất là bổ ích, ý nghĩa. Và qua cái cuộc tham quan này thì có thể giáo dục cho các em về cái tinh thần học tập thật tốt, để sau này các em góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn và ghi nhớ được những công lao mà cha ông đã để lại cho đất nước mình. Trước đây, nhiều kỷ vật hiện vật chiến tranh được các cựu chiến binh gìn giữ. Sau nhiều năm trở lại đây, hầu hết các hiện vật qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giai đoạn từ năm 1930-1975, đã được Bảo tàng tỉnh Đồng Nai sưu tầm, tổ chức trưng bày phục vụ nhân dân ngay tại bảo tàng và qua các cuộc triển lãm trưng bày. Hiện Bảo tàng Đồng Nai đang lưu giữ hơn 22.000 hiện vật văn hóa, lịch sử, chiến tranh, cách mạng, đặc biệt có những hiện vật tiêu biểu liên quan đến sự nghiệp, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, có những hiện vật liên quan đến các anh hùng dân tộc, các nhà lãnh đạo, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai qua các thời kỳ, v.v. Với cái hàm lượng hiện vật trên vài chục ngàn như thế thì cái việc bảo quản, trưng bày đối với cái hiện vật cách mạng là rất vô cùng là được chú trọng. Có những hiện vật bằng giấy, có những hiện vật bằng vải, có những hiện vật bằng chất liệu rất là tổng hợp. Nên mỗi hiện vật cũng phải có một cái cách bảo quản khác nhau. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là càng bảo quản càng tốt, thì sau này chúng ta sẽ phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ và phục vụ cái việc chỉnh lý trưng bày bảo tàng, nó sẽ có những cái nó hấp dẫn cho công chúng xem hơn. Có thể nói hàng ngàn hiện vật chiến tranh được lưu giữ như những thước phim giá trị, nhắc nhở mọi người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng về một quá khứ hào hùng, là minh chứng về tinh thần yêu nước cao cả, sự hy sinh quả cảm với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của cha ông. Những truyền thống ấy chính là niềm tự hào, nguồn động lực để thế hệ trẻ cố gắng học tập, đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.